Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây giới thiệu với quý vị một lô đất ở đây ngang 10 m. Sâu bao nhiêu? Sâu 50. À, sâu 50 bằng 500 m vuông. Là tính từ cái cọc này đúng không? Cho đến cọc này đúng không? Là đất không thôi đúng không? Giáp cái nhà nhà của người ta đúng không? Lô này cứ như nửa hậu ấy. Đây chắc là chiều ngang này 10 m này, từ cái đống cát này đây. Đấy, cho đến đây. Giá là bao nhiêu nhỉ? À, cũng 60 triệu một mét ngang. Đấy, tức là cái nô đó cũng gần với cái nô hai mặt tiền kia. Đấy. Đấy, ô tô vừa đổ đấy. Thì là cũng ngang 60 triệu một mét. À, khu này dân cư rất là đông đúc nhá. Nên giá nó cao. Đấy, đường nhựa. Dân cư đây mọc san sát nhau. Bằng đi là nô này là 600 triệu. Quý vị nhé, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đấy, dân cư đây cực kỳ đông đúc luôn, đây người ta còn kinh doanh mà, đấy, kinh doanh luôn, sầm uất luôn. Đấy. Vậy là ở đây là có hai lô giáp nhau, một lô là ngang 10 mét, lô ngang 14 mét đúng không? 14 mét là bến xe. Kia lô kia là 20 mét, 20 mét. 20 mét là hai mặt tiền. Đấy. Rồi còn nô 14 mét ngang 14 mét là gần bến xe thì là cái gần karaoke đấy, có một cái video mà tôi giới thiệu đấy. Thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây thì alo cho tôi nhé. Khu này đây người ta còn kinh doanh dịch vụ du lịch này, cưỡi hỏi này, quán ăn Koba này. Đấy, khu này rất là sầm uất.